Hiện nay có nhiều vụ việc người dân chống người thi hành công vụ xảy ra. Mới đây, Công an tỉnh Bắc Giang đang xử lý vụ việc đại úy công an bị một người đàn ông hành hung trong khi đang làm nhiệm vụ. Nguyên nhân là do căn ngăn mâu thuẫn vợ chồng. Vậy mức phạt đối với hành vi chống người thi hành công vụ là gì? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Theo Công an tỉnh Bắc Giang, vào khoảng 20 giờ ngày 12 tháng 4, Đỗ Văn Đông và vợ là Lưu Thị Hiền, sinh năm 1985, xảy ra cãi vã sổ sát tại nhà riêng thuộc địa bàn thôn liên khuyên xã huyền sơn huyện lục nam tỉnh bắc giang ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc trên hai cán bộ công an xã là đại úy nguyễn văn hiệp và thượng sĩ nguyễn trọng thế đã tới hiện trường để xác minh tại đây các cán bộ công an đã đứng ra làm việc với ông đông nhưng bị người đàn ông này quát tháo sô đầy đuổi cán bộ công an ra ngoài khi đại úy hiệp tiếp tục giải thích về nhiệm vụ của mình thì bất ngờ đông tấn công vào mặt Chúng đuôi mắt trái. Tổ công tác công an cùng một số người dân đã có mặt tại đó đã khống chế, bắt giữ đông. Sau đó lập biên bản, bàn giao đối tượng và các tài liệu chứng cứ cho công an huyện Lục Nam. Tại cơ quan điều tra, Đỗ Văn Đông đã thừa nhận hành vi của mình. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, xét thấy hành vi của đối tượng này đã phạm vào tội chống người thi hành công vụ, quy định tại Điều 330 Bộ Luật Hình Sự, Ngày 13 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đỗ Văn Đông để điều tra xử lý theo quy định. Hiện vụ việc được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Nam tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Những hành vi chống người thi hành công vụ cần được lên án, pháp luật cần có những biện pháp xử lý để gian đe những người khác